cầu nó có màu sắc thay đổi, có thể là màu tím này, tím trắng này, màu hơi xanh một chút. Và bây giờ chúng ta với cô sẽ sử dụng màu tím và màu tím nhạt nhé. Nhỏ xinh nữa nào. Như vậy, một bông hoa cẩm tú cầu cô cũng đã vẽ hoàn thành rồi. Thật đơn giản không nào các bạn ơi. Và cô cũng hy vọng các con sẽ vẽ được những bông hoa thật xinh xắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video